Theo Tổng cục Hải quan, hết tháng 8 năm 2023, cả nước có hai nhóm hàng xuất khẩu tăng trưởng kim ngạch hơn 1 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2022 là rau quả và phương tiện vận tải phụ tùng. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo cũng tăng 832 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, rau quả tăng 1,35 tỷ đô la Mỹ, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 1,22 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo cũng tăng 832 triệu đô la Mỹ. Những nhóm hàng trên là điểm sáng của xuất khẩu bởi 8 tháng đầu năm, nhiều nhóm hàng chủ lực có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 6 nhóm giảm tỷ đô la Mỹ, gồm điện thoại các loại và linh kiện, dệt may, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, giày dép, gỗ và sản phẩm từ gỗ, hàng thủy sản. Đến đầu tháng 9 này, xuất khẩu gạo nước ta bàn về 3,17 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục mà ngành gạo đã đạt được. Các tháng cuối năm, thị trường xuất khẩu tiếp tục khởi sắc. Tuy nhiên, việc giá bán tăng nóng thời gian vừa qua đang đặt ra nhiều vấn đề cho ngành gạo nước ta. Một ký gạo như thế này, doanh nghiệp mua vào có giá tới 15.000 đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, giá đã tăng đến 40%. Đầu vào tăng kỷ lục khiến các doanh nghiệp gạo gặp không ít khó khăn khi xuất khẩu. Cái tồn kho điểm trong hệ thống doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long nó cũng không còn nhiều. Do đó doanh nghiệp ký kết giao dịch hợp đồng mới cũng hết sức là cẩn thận và cân nhắc. Vì hiện nay cái giá lúa đầu vào thì nó rất là cao. Hiện một ký lúa tươi có giá từ 7.800 đến 8.200 đồng. Giá nguyên liệu tăng nóng đã đẩy giá gạo xuất khẩu liên tục lập đỉnh, có thời điểm lên mức 640 đô la Mỹ trên một tấn, tức cao hơn gạo Thái Lan, Ấn Độ. Không chấp nhận, nhiều đối tác quay lưng buộc các doanh nghiệp gạo trong nước phải giảm giá bán. Một khi giá xuất khẩu giảm thì một lẽ tất nhiên là các nhà máy sẽ giảm giá thu mua nguyên liệu và không ai khác, nông dân sẽ chịu thiệt thòi. Do đó cần phải sớm có giải pháp để làm sao giữ giá thật tốt cho hạt gạo Việt Nam. Phối hợp các nhà để xem lại từ khâu sản xuất đến sản xuất và chế biến tiêu thụ làm sao cho nó ổn định cái giá cả hài hòa giữa người nông dân sản xuất, người bán và người tiêu thụ cuối cùng. Lâu nay hoạt động mua bán lúa gạo giữa nông dân và doanh nghiệp gần như phụ thuộc vào hệ thống co và thương lái. Do đó cần xử lý thật nghiêm các trường hợp găm hàng tăng giá làm bất ổn thị trường. Chỉ khi lợi ích thật hài hòa giữa các bên thì ngành gạo mới phát triển bền vững. Dự kiến đầu năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bạc Liêu và các tỉnh thành có nghề muối truyền thống, tổ chức festival nghề muối nhằm quảng bá, liên kết, phát triển nghề muối. Thông qua festival nhằm tạo điều kiện để các tỉnh tiếp cận các nhà đầu tư, đầu mối tiêu thụ, chế biến, nâng cao giá trị hạt muối. Đây là thông tin tại buổi làm việc của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu vào chiều ngày hôm qua. Tỉnh Bạc Liêu hiện có 10 sản phẩm muối đã được công nhận sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Đặc biệt, vào năm 2013, sản phẩm muối ăn Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Và năm 2020, nghề thủ công truyền thống nghề làm muối ở tỉnh Bạc Liêu tại huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản phi vật thể quốc gia. Theo quy hoạch, diện tích sản xuất muối ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 là 1.360 ha. Tuy nhiên, nghề làm muối truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng đang gặp phải nhiều khó khăn. Hiện doanh nghiệp chế biến muối chỉ dừng lại ở chế biến muối tinh, muối iốt, chưa tạo ra nhiều sản phẩm từ muối có giá trị gia tăng. Sáng nay, thành phố Cần Thơ đã đưa vào hoạt động trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô tại nội ô quận Ninh Kiều. Phó Bí thư Thành ủy Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường cùng đông đảo đại biểu đã tham dự. Phóng viên Thanh Chương sẽ thông tin chi tiết. Đây là nơi đậu xe hiện đại đầu tiên của thành phố Cần Thơ và cũng là một trong những trung tâm đậu xe lớn nhất của cả nước. Nơi đây có thể chứa đến hơn 1.000 chiếc xe ô tô. Sau hơn 3 năm thi công, trung tâm đậu xe và dịch vụ ô tô có diện tích hơn 21.300 m2 với 80% diện tích đậu xe, tương đương khoảng 17.000 m2. Tổng mức đầu tư là 158 tỷ đồng. Phần diện tích phục vụ dịch vụ ô tô với quy mô 9 tầng, bố trí 2 thang máy nâng. Khu phục vụ các dịch vụ khác có quy mô 5 tầng. Bên cạnh đó còn có khu vực bãi nâng xe sử dụng hệ thống đậu xe tự động xoay vòng đứng. Trung tâm đậu xe ứng dụng hệ thống giữ xe thông minh cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại.
người dân sẽ được đậu xe miễn phí từ nay đến cuối tháng 11 năm nay. Trung tâm đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, cũng như tạo thuận lợi cho người dân, du khách đến tham quan bến Ninh Kiều của Cần Thơ. Những ngày qua, người dân cả nước vẫn chưa hết bàng hoàng trước thiệt hại quá lớn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Vụ cháy là lời cảnh báo đối với các chung cư mất an toàn, thiếu thiết bị phòng chống cháy. Ngay tại thành phố Cần Thơ cũng có những khu chung cư mất an toàn như vậy. Thiếu thiết bị phòng chống cháy hoặc có nhưng mà đã hư hỏng. Dù vậy, nơi đây vẫn là nơi sinh sống của rất nhiều hộ dân. Phóng viên miền Tây hôm nay đã ghi nhận thực tế. Chung cư Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vết nứt, lỗ kẽ sắt thép ở bên trong. Ở đây không được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng theo quy định. Chung cư hiện giờ đang xuống cấp trầm trọng, mà các cái nơi mà trụ cột chính đó, nó nứt nẻ rồi nó rớt xuống từng mảng. Vừa qua thì tôi bị rớt một cái mảng quá trời ngày hôm qua đây. Là một cái mảng lớn, tưởng rồi tôi chấn thương sọ não rồi, nó rớt gì nè. Cũng nằm ở vị trí trung tâm thành phố Cần Thơ là khu nhà ở tập thể 1921 Phan Đình Phùng. Khu nhà này gần như không có thiết bị phòng cháy. Trong khi đó, hệ thống dây điện cũ kỹ, chằng chịch ở các lối đi. Người dân lo lắng cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lo lắng thứ nhất là sợ phòng cháy nổ. Thứ hai nữa là nơi đây nó rất là kiểu như cũ quá đi, nó dễ bắt cháy. Rồi cái thứ ba nữa là cái khu chung cư này chỉ là có một cái đường lối thoát thôi. Sợ là có chuyện gì xảy ra đó là không có chạy kịp thời. Thành phố Cần Thơ có khoảng 10 khu chung cư và nhà tập thể đã xuống cấp. Hạ tầng kỹ thuật như điện, cáp thoát nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy bị hư hỏng. Nếu không may xảy ra cháy, thiệt hại sẽ rất khó lường. Chính quyền địa phương cũng rất lo lắng trước thực trạng này. Nhưng để nâng cấp, sửa chữa cần phải có kinh phí rất lớn. Các thiết bị phòng cháy cháy của chung cư thì đã cũ, đã xuống cấp. Thì góc độ là phường chỉ có thể là vận động người dân từng căn hộ là trang bị bình chữa cháy, hoặc là sắp tới thì phường có thể là tổ chức vận động phối hợp với ban quản trị chung cư á, vận động và nó có thể là thực hiện lắp đặt cái tủ chữa cháy công cộng. Vụ cháy chung cư mini tại thành phố Hà Nội đã giống lên hậu trường báo động về an toàn cháy nổ tại các khu chung cư. Người dân sống từ các khu chung cư xuống cấp kém an toàn tại thành phố Cần Thơ rất mong chính quyền sớm có hướng giải quyết để bà con không phải sống trong cảnh nơm nớp, lo âu. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cũng đã ban hành công văn yêu cầu Công an thành phố, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư. Ngoài ra, các đơn vị cần tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, chấn chỉnh việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều và cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, triển khai hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp cần thiết, kịp thời khắc phục ngay những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy, chú trọng đến việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trong thời gian sớm nhất. Mong là qua đợt kiểm tra lần này, chính quyền thành phố sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về hệ thống phòng cháy chữa cháy ở các khu chung cư cũ, từ đó đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Năm học mới, phụ huynh chưa hết đau đầu vì tiền mua sách vở thì nỗi lo lại nhân lên với đủ các khoản tiền phải chi tiêu cho con. Với những phụ huynh không có điều kiện, các khoản chi thu đầu năm đang trở thành gánh nặng. Tại Đồng Tháp, dù chưa xảy ra tình trạng lạm thu, nhưng nhiều phụ huynh đang phàn nàn vì việc có nhiều khoản phí phát sinh vào đầu năm học. Đáng nói nhiều khoản trên tinh thần tự nguyện, nhưng lại gần như bắt buộc. Khoản thu tạm tính của một trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. Cụ thể từng khoản một kèm số tiền tương ứng. Tuy nhiên, giáo viên không có bất kỳ thông báo đâu là khoản tiền bắt buộc, đâu là khoản tự nguyện. Chừng khoảng 10 khoản thu vậy đó. Mình thì không biết khoản thu nào bắt buộc tham gia và khoản thu nào tự nguyện. Cứ kêu phụ huynh có ý kiến
Nếu số đông không có ý kiến là coi như bắt buộc phải đóng. Có những khoản tôi thấy không cần thiết để tham gia đóng tiền, ví dụ như cái tiền liên lạc điện tử, vốn dĩ chúng ta có cái liên lạc giấy phát về cho phụ huynh hàng tháng rồi thì qua đó là chúng ta có thể nắm được cái tình hình học tập của con em. Thậm chí có những khoản thu tự nguyện theo kiểu ép buộc với mức thu bất ngờ. Tiền vệ sinh lớp học có trường lên đến 800.000 đồng, tiền quỹ lớp 500.000 đồng, đến việc vệ sinh chung của trường dao động 7-9.000 đồng một học sinh. Nhiều khoản thu đầu năm được giáo viên lập nhóm và thông báo lấy ý kiến. Vấn đề là khoản thu mặc định thông qua theo biểu quyết của số đông, tin nhắn cũng được thu hồi, nên nhiều phụ huynh nghi ngại về tính minh bạch của các khoản thu này. Không cho con học tiếng Anh tăng cường vì điều kiện kinh tế khó khăn, người phụ nữ này khá bất ngờ khi nhận được thông báo con chị sẽ không được học bộ môn tiếng Anh trong cả năm học nếu không tham gia. Nói là tự nguyện nhưng thật chất là cũng không tự nguyện, cái này cũng giống như là ép buộc luôn rồi. Tại vì thôi là trong trường là có bao nhiêu bé là đóng hết rồi, còn có mỗi con mình à, cũng như là vận động mà kiểu bắt buộc phải cho học á. Giờ tiếng Anh bé phải ngồi ngoài với giáo viên chủ nhiệm đó. Dạ. Rồi là coi như một năm là bé không có một chữ tiếng Anh nào trong đầu đó. Con tiếng Anh là coi không hoàn thành thôi chứ sao giờ. Đóng tiền để con cái có điều kiện học tập tốt hơn là điều mà không phụ huynh nào tiếc. Thế nhưng, mỗi nhà mỗi cảnh, phụ huynh đang mất phương hướng và mắc kẹt giữa cái lằn ranh mù mờ, tự nguyện và bắt buộc với các khoản phí đầu năm. Theo vụ sức khỏe, bà mẹ và trẻ em thuộc Bộ Y tế, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh ở Việt Nam còn nhiều thách thức. Trung bình mỗi ngày, số trẻ sơ sinh tử vong trên cả nước là 39 trẻ. Con số này cao so với một số nước cùng mức thu nhập. Nguyên nhân tồn tại là do thiếu trầm trọng nhân lực, cán bộ chuyên môn sản nhi gây mê hồi sức. 30% bác sĩ đa khoa đang làm công tác chăm sóc sản khoa, nhi khoa tuyến huyện. Hơn nữa, nếu được chăm sóc, dinh dưỡng tốt, thì tỷ suất tử vong ở trẻ sơ sinh sẽ giảm thêm khoảng 30% trong một vài năm tới. Hiện ngành y tế đang cố gắng áp dụng các biện pháp can thiệp để giảm chỉ số này. Mới đây, một nhân viên bến phà Tân Long, Tiền Giang yêu cầu tài xế một xe cấp cứu biển trắng mua vé mới được lên phà và cho rằng chỉ xe cấp cứu biển xanh mới được miễn phí. Dù không có quy định tiền vé cho xe cứu thương trên bảng niêm yết, nhưng tài xế của xe từ thiện thuộc nhóm thiện nguyện San sẻ yêu thương thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn bị nhân viên bến phà yêu cầu số tiền bằng giấy vé xe khách 16 chỗ ngồi. Vụ việc đã gây bức xúc cho tài xế xe cấp cứu biển số trắng. Ông Lê Minh Tấn, quản lý bến phà Tân Long thừa nhận, bến phà thu phí theo quyết định số 49 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Cụ thể, những đối tượng được miễn giảm chỉ có học sinh, sinh viên. Xe cấp cứu không có trong danh sách được miễn giảm của quyết định này. Còn vấn đề nhân viên bến phà chỉ miễn phí cho xe cứu thương biển xanh là sai. Tuy nhiên, do bến phà ưu ái cho xe cứu thương biển số xanh của huyện Tân Phú Đông nên miễn, ông Tấn hứa sẽ chấn chỉnh nhân viên và sẽ đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phú Đông bổ sung sửa đổi đối với những trường hợp xe cứu thương qua bến phà và những trường hợp tương tự. Hôm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm hỏi tình hình sức khỏe của trưởng công an xã bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ. Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ cùng với gia đình và động viên Thiếu tá Lê Minh Cảnh, trưởng Công an xã Nguyễn Giang Thảnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục. Trước đó, vào ngày 18 tháng 9, Thiếu tá Lê Minh Cảnh phát hiện nhóm thanh niên cầm hung khí tự chế đánh nhau trên địa bàn nên đến can ngăn và bị một số đối tượng chém trọng thương. Gây án xong, chúng đã bỏ trốn. Cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Không đòi được nợ thì giết luôn con nợ. Đối tượng Nguyễn Văn Đương, ngụ huyện Nam Căn, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau tạm giữ về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, cách nay hơn một tháng, Nguyễn Văn Đương có cho một thanh niên ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mượn tiền nhưng vẫn chưa trả. Đến chiều ngày 18 tháng 9, Đương đi tìm anh này để đòi tiền thì cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Đương đã dùng súng tự chế loại súng cồn bắn vào người bị hại khiến nạn nhân tử vong. Sau sự việc, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Mời quý khán giả cùng kết nối với chị Khánh Phương từ phim trường thời tiết. Diễn biến mưa dông hôm nay tại Cần Thơ và các nơi khác ở Nam Bộ như thế nào? Liệu có còn cảnh báo dông gió mạnh không, chị Khánh Phương? Dạ vâng, xin chào trường quay VTV Cần Thơ và chào quý vị khán giả. Mưa dông kèm gió giật mạnh vẫn sẽ tiếp diễn về chiều nay tại Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác ở Nam Bộ đấy ạ. Mưa có thể xảy ra ở cả khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm cho mưa lượng khá, từ
tương ứng với màu xanh đậm mà quý vị đang nhìn thấy trên bản đồ đây ạ. Với lượng mưa sẽ không vượt quá 50mm. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, có thể quật đổ cây cối, cột điện hoặc thổi bay các biển hiệu quảng cáo. Bên cạnh đó, thì ngập úng cục bộ cũng có thể xảy ra tại các tuyến đường trũng thấp. Trước khi có mưa, trưa chiều nay ở Nam Bộ, trời nắng và hơi nóng, với mức nhiệt cao nhất tại thành phố Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Cần Thơ, Rạch Giá, Châu Đốc sẽ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Trời nắng, khi ra ngoài vui chơi, quý vị phải chú ý đến việc bảo vệ da và mắt khỏi tác hại của tia cực tím, hay còn gọi là tia UV. Bởi vì theo dự báo, thì chỉ số tia UV cao nhất ngày hôm nay ở tại Cà Mau, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh đều sẽ lên đến mức 10, mức gây hại rất cao. Vì thế quý vị đừng quên thoa kem chống nắng phù hợp với từng loại da và bôi lại cứ sau 2 tiếng. Đồng thời, chúng ta nên chọn loại kem chống nắng phủ rộng sẽ khá hiệu quả để giúp quý vị chống lại được cả hai loại tia cực tím gây hại là UVA và UVB. Về dự báo cụ thể thời tiết ở tại Cần Thơ thì Cần Thơ ngày hôm nay trời sẽ có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Vào khoảng đầu giờ chiều, đến tối thì trời cũng sẽ chuyển mưa dông, gió mạnh. Nhờ mưa cho nên nhiệt độ giảm nhanh, 22 giờ chỉ còn khoảng 27 độ, trời mát. Cùng đến với thời tiết trên thành phố đảo Phú Quốc. Phú Quốc trưa nay dự báo trời sẽ có những khoảng nắng và mây đan xen. Chiều tối thì trời sẽ có lúc có mưa rào kèm dông, nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 31 độ. Trên biển thì lưu ý, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, bao gồm quần đảo Côn Đảo, sẽ có mưa dông, tầm nhìn xa vì thế cũng sẽ giảm xuống dưới 10 km. Còn với khu vực biển Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm quần đảo Nam Du, Phú Quốc và Thổ Chu, thời tiết lại tốt hơn, trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Trong các bản tin miền Tây hôm nay trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý khán giả rất nhiều mô hình sáng tạo trong việc kinh doanh cà phê. Chẳng hạn như là mô hình cà phê board game, một mô hình cà phê chuyên dành cho các game thủ, hay là mô hình cà phê gắn với phát triển du lịch giữa cánh đồng xứ núi Tri Tôn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khán giả một mô hình kinh doanh cà phê không chỉ mới mẻ về mặt hình thức mà còn mang hàm ý nhân văn sâu sắc về cách đối nhân xử thế. Đó chính là mô hình cà phê treo, hay còn gọi là cà phê của sự sẻ chia. Dạ, có tin nhà và cho em gửi menu. Dạ. Em cho chị 5 ly cà phê nha. Dạ, chị là 90 nghìn. Cho chị gửi tiền. Dạ, cảm ơn chị, em nhận được. Chắc hẳn là sẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao mà ba vị khách vừa rồi họ gọi tận 5 ly cà phê và tính tiền đầy đủ 5 ly luôn. Thế nhưng mà khi dùng họ chỉ dùng 3 ly thôi, vậy thì 2 ly còn lại như thế nào? Take away, tức là họ mang về chăng? Không phải đâu. Hoặc là họ còn đợi 2 người khách nữa đến sau? Cũng không phải luôn. Vậy thì có điều gì đặc biệt đằng sau những ly cà phê như thế này? Hãy theo chân Kim Lụa tìm hiểu nhé. Cái này là cà phê treo. Khách họ sử dụng 3 ly, 2 ly cà phê đó người ta sẽ treo lại để nhờ quán là có thể là trao cho những người khó khăn. Hiện tại thì mình đang sử dụng rất là nhiều hình ảnh. Trên đó thì mình sẽ viết là ở đây có cà phê treo và ai đó đã trả tiền ly cà phê cho bạn. Có ngày treo hơn cả 100 ly. Thứ nhất là mang ý nghĩa nhân văn, thứ hai á là nó kết nối yêu thương, kết nối cộng đồng lại với nhau từ một ly cà phê treo. Dạ cô chú, con gọi mấy phần cơm ha. Dạ con gọi cô nghe, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ rồi. Cùng với cà phê treo, để nhân rộng và phát huy giá trị của mô hình này, chị Tiên còn triển khai thêm cơm treo nghĩa tình để phần nào chia sẻ với bà con người lao động vất vả còn khó khăn trong cuộc sống. Từ hồi mấy cô ra quán bây giờ giảm đem cơm, có đem nước, khi hết nước thì lại quán xin. Rồi cô cũng gắt đồng phục, rồi cho nước cũng đàng hoàng, rồi mời ngồi uống cũng đàng hoàng. Trưa mệt thì bán giờ này không có đem nước theo thì giờ này là có lợi mình đi nước uống gì nó khỏe. Cho chị 5 ly cà phê và chị treo lại 2 ly nha. Dạ, cà phê chị đi ạ. Cảm ơn em. Vài chục ngàn đồng
có thể đối với các bạn thì chẳng là gì cả, nhưng mà đối với những cô chú đang tất bật mưu sinh ở ngoài kia thì sự sẻ chia này là vô cùng thiết thực. Ngoài ra thì mô hình này còn góp phần thể hiện con người Đồng Tháp nói riêng và con người Việt Nam nói chung, đó là giải nghĩa tình và hào sảng. Câu chuyện ấm áp vừa rồi cũng đã kết thúc miền Tây hôm nay buổi trưa của VTV Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.